ai ngờ rằng Phước Hải, một thị trấn nhỏ ven biển với những bãi cát dài hoang sơ, lại trở thành một điểm đến mới nổi thu hút nhiều người yêu thích du lịch khám phá. Đặc biệt, nguyên nhân khiến làng chài hơn trăm tuổi này trở nên nổi tiếng mới khiến bạn phải bất ngờ. Phước Hải không mang vẻ hào nhoáng với những resort hay nhà hàng sang trọng, mà thay vào đó là sự giản dị, mộc mạc của ngôi chợ quê nằm giữa cánh đồng lúa xanh rì, nơi chỉ có những món ăn dân dã mà chính sự giản dị, chân thành trong từng món ăn đã mang đến trải nghiệm ấm áp khó quên. Đây là món hảo. Du lịch Phước Hải mang lại cảm giác như đang ở nhà, với homestay gần biển, ấm cúng và tiện nghi, đặc biệt là có bếp riêng để bạn trổ tài nấu nướng. Chỉ cách homestay không xa là chợ Phước Hải, nơi bày bán đầy đủ các loại hải sản tươi ngon vừa được đánh bắt. Đặc biệt, ở đây không có tình trạng nói thách. Thiệt không? Chị nói thiệt mà, em ăn em vô em nấu thử, chị thấy rất đâu đó. Người bán thân thiện, vui vẻ khiến bạn luôn cảm thấy dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, Phước Hải trở thành một thiên đường ẩm thực đường phố. Nhiều món ngon với giá phải chăng, những quán nhỏ ven đường gắn liền với cuộc sống của người địa phương, mang đến cảm giác thân quen, như thể bạn đã là khách quen lâu năm. Hot boy trà sữa. Đây là hot boy trà sữa. Quả thật, Phước Hải đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người chỉ bởi những điều giản đơn, mộc mạc và chân quê. Chào mừng bạn đến kênh của gia đình Vivu. Bạn hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng với nhà mình và có thêm nhiều kinh nghiệm du lịch phong phú. Bây giờ, hành trình của nhà mình xin được phép bắt đầu. Từ Vũng Tàu, nhà mình men theo đường ven biển để đi Phước Hải. Trên tuyến đường này có một điểm dừng chân tuyệt đẹp. Nhà mình đang có mặt ở một cái địa điểm check-in rất là hot ở giữa thành phố Vũng Tàu và Phước Hải mọi người. Đây là đèo Nước Ngọt nha. Đèo Nước Ngọt cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 30 cây số. Đây là con đèo nhỏ nhưng rất đẹp, nằm uốn lượn dọc theo bờ biển, mang đến khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời với bãi biển xanh mát, những đồi núi thoai thoải. Nơi đây có nguồn nước ngọt tự nhiên hiếm hoi so với các vùng lân cận. Dù nằm ngay sát biển, nước ngọt từ đèo là nguồn cung cấp quý giá cho người dân khi xưa, khi vùng đất này vẫn còn hoang sơ. Từ đèo Nước Ngọt đến làng chài Phước Hải, quãng đường chỉ còn khoảng 6 cây số, nhà mình mất 15 phút chạy xe. Làng chài Phước Hải nằm ven biển Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến du lịch hấp dẫn nhờ bãi biển hoang sơ và vẻ đẹp mộc mạc. Nơi đây nổi bật với cảnh quan yên bình, bờ cát dài và làn nước trong xanh. Bạn không chỉ tận hưởng không gian thiên nhiên tĩnh lặng mà còn cảm nhận sự hiền lành, dễ mến của người dân làng chài, mang đến một trải nghiệm bình dị đầy thú vị. Địa điểm đầu tiên nhà mình ghé đến là chợ Phước Hải, ngôi chợ lớn và nhộn nhịp nhất tại địa phương. Chợ bày bán đa dạng các món ăn vặt ngon rẻ như bánh khoai nướng, khoai mì hấp nước dừa, bánh bông lan trứng muối. Khu vực bán hải sản tại chợ luôn sôi động, là nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Hải sản tại chợ đầy ắp các loại tôm, cá, ghẹ, mực tươi ngon, tất cả đều được đánh bắt trong ngày, bảo đảm sự tươi mới. Người bán ở đây thân thiện, không nói thách và luôn bán đúng giá, khiến việc mua hàng trở nên dễ dàng và thoải mái. Con hai con gái gì vậy? Con có năm tất cả. Tại chợ Phước Hải, không chỉ có hải sản tươi ngon mà còn được người bán sơ chế hoặc đóng thùng đá theo yêu cầu, rất tiện lợi cho việc nấu nướng tại homestay hay đem về nhà. Bạn có thể yêu cầu làm sạch, bóc vỏ tôm, đánh vảy, cắt cá trước khi mang về, tiết kiệm thời gian và công sức. Việc này giúp bạn dễ dàng chuẩn bị các món ăn ngon miệng mà không lo lắng về khâu sơ chế, đảm bảo cho bữa ăn tại homestay luôn thơm ngon và tiện lợi. Trong chuyến này, nhà mình chọn thuê nguyên căn homestay để tiện cho việc nấu nướng và sinh hoạt tự do. Hẻm 563. Homestay nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường bờ kè Phước Hải.
Cái hẻm vô hơi nhỏ mọi người, nhưng mà đi bộ ra biển thì khoảng 20 mét thôi. Đợt này mình hơi gấp, cho nên là mình phải vô cái hẻm nhỏ, với là mình ở trong cái căn nhỏ này thì nó vừa sức của gia đình mình, tại vì ít người. Còn nếu mà mọi người có dự định đi và có ngày xác định từ trước thì nên đặt sớm, thì hệ thống Mio Homestay sẽ có rất nhiều căn cho mình lựa chọn nha. Có những căn ngay biển luôn, rất là đẹp và giá cũng không có chênh lệch gì mấy đâu. Phòng khách của Home không rộng lắm nhưng mang lại cảm giác gần gũi, thân quen. Thiết kế đơn giản với bức tường được vẽ một bức tranh khung cảnh hoa lá và chim chóc, tạo không gian tươi tắn. Bộ bàn ghế salon nhỏ bằng gỗ, đệm màu xanh lá cây, hài hòa với tổng thể. Một chiếc võng sát vách, lý tưởng cho việc nằm nghỉ ngơi thoải mái. Phương tiện giải trí chính là một chiếc tivi. Home có hai phòng ngủ với diện tích vừa phải, nội thất chủ yếu bằng gỗ, mang phong cách thiết kế đơn giản. Một phòng được trang bị chiếc giường đôi thoải mái phù hợp cho hai người. Phòng còn lại bố trí cho bốn người, gồm một giường đôi và một giường tầng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình có trẻ em hoặc nhóm bạn. Không gian phòng nhỏ nhắn, hài hòa, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Anh Vinh sợ quá rồi. Anh Vinh lên đi. Leo lên không được rồi, dặn rồi. Trời ơi, chứ ai bọc lên nổi trời. Lên, lên, leo lên. Đây mẹ leo một lần cho Vinh coi. Mẹ leo một lần cho Vinh coi nha. Trời ơi, có gì đâu. Trời, Vinh không có ngủ trên này được rồi. Vinh mà sợ vậy sao Vinh ngủ trên này? Sao được không? Thì thoải mái, chỉ có điều là bé Bin là sợ độ cao, rồi sợ leo trèo, thì dĩ nhiên là bắt buộc là bé Bin không thể nào mà ngủ trên này được hết, tại vì không có leo xuống được. Ở cái căn này mà cái giường tầng này á, phải những người mà lớn mọi người mới ngồi ở lên đây được. Còn hồi trước tụi mình ở trên house á, tụi mình rất là thích là bởi vì cái cầu thang nó là những cái bậc thang tam cấp đàng hoàng. Bậc tam cấp đàng hoàng thì mấy bé mới có thể leo được. Còn cái này nó hơi dốc á. Theo nhà mình, khu vực bếp chính là điểm nhấn của Home. Nằm trong không gian liên thông với phòng khách, bếp có cửa sổ lớn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng đãng. Dụng cụ làm bếp được sắp xếp gọn gàng, tối ưu không gian, tạo sự tiện lợi khi sử dụng. Với không gian thoải mái, ngập tràn ánh sáng và đầy đủ gia vị cần thiết, khu vực bếp thực sự tạo nên cảm hứng nấu nướng. Bếp còn có một bàn ăn nhỏ vừa đủ cho 4 người, phù hợp với các bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Căn này mình mướn là 1.8 triệu mọi người. Những cái căn mà mặt tiền thì có thể lên tới 2 triệu hoặc 2.2 triệu. Khi mà đặt Mio Homestay với mọi người thì đây có chương trình khuyến mãi là mình sẽ được 1 kg hàu để mà mình tự nướng hoặc là mình hấp. Tại vì nhà mình ở trong cái căn này mình không có thời gian nướng, với lại mình nghĩ là nướng ra cái sân cũng hơi phiền á, cho nên là thôi mình ăn hàu hấp. Thì các bạn đã mang vô cho mình cái phần hấp với lại những cái đồ chua và rau. Trước con hẻm mình khoảng mấy bước là có cái Mio hải sản á mọi người, thì là nếu mà mình ăn ở đó mình sẽ được discount là 10% nha. Lúc mà trưa bọn mình tới, bọn mình có ghé chợ thì mình có mua một ít bánh ăn linh tinh nè, có chả cá, bánh bông lan trứng muối với lại bánh tay yến. Thì chả cá Phước Hải khác chả cá Nha Trang và một số cái vùng biển khác là dày, ăn rất là đã. Còn cái đặc trưng của chả cá Nha Trang là nó dẹt mỏng thôi. Nhưng mình thích thì mình thích ăn cái loại dày nè. Kế đó thì nhà mình còn có mua bánh bông lan nữa. Bánh bông lan trứng muối mà ngon. Ở trong chợ có một cái chỗ bán rất là ngon luôn. Bánh bông lan trứng muối là sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của bánh bông lan và vị mặn béo của trứng muối. Nhìn cưng không? Đà. Rất là thích luôn á. Ở Phước Hải trứng muối rất nhiều nha. Mình không biết sao tất cả các món mà có trứng muối thì một cái phần trứng muối trong cái món đó rất là nhiều. Có thể gọi là người đầu bếp cho mình dư giả luôn, ăn đã luôn. Ai thích trứng muối thì Phước Hải đúng là thiên đường. Mình có mua 1 kg mực ống á mọi người. À không, mình mua nửa ký chứ, 120. Đây là nửa ký mực ống nha, cũng to lắm á, mà cũng còn tươi lắm. Và đây là mực nang nha, mực nang nút á, mực nang nhỏ nè, mực nang baby á, 1 kg là 120 ngàn. Ăn cái này nó còn tươi á, ăn nấu mì hoặc là nấu hấp lên cũng ngon lắm. Mình để dành để sáng mai mình ăn mì.
đặc biệt là hôm nay mình đã săn được con ốc hương. Nguyên một cái rổ của cái cô đó chỉ được có vài con ốc hương này thôi. Và ốc hương này nhiêu đây là chỉ có 200g thôi nè mọi người. Nó đang còn sống nha. Và ốc hương này là ốc hương biển thiên nhiên rất là to nè. 200g, 100.000. Cho thêm một con ốc đỏ. Ốc hương to lắm, ốc hương thiên nhiên đó, bình thường ở những cái khu vực vùng biển mình sau này người ta nuôi không mà mọi người. Cái vân của nó lem lem á, với lại nó vàng vàng, nó không có trắng mà nó không có rõ cái ô như là thiên nhiên. Và con này là khá to đó, đối với mình là cái cỡ này mà ở Sài Gòn là phải 1 triệu hơn á. Bởi vì chợ Phước Hải á, lâu lâu là hên xui thôi mọi người, đó là duyên. Giờ này mình ra thì mình thấy là những cái hàng quán mà lên hải sản đã dẹp đi rất là nhiều rồi, bởi vì người ta bán từ sáng. Nhưng mà bù lại cũng có một số người mà dân địa phương á, người ta mới lưới lên á, người ta mang ra người ta bán thì vẫn có một số hàng nhất định thôi. Tức là mình muốn kiếm thì nhiều khi cũng không có cái mình cần đâu. Nhưng mà hên xui thì mình sẽ gặp được những cái thứ mà mình rất là thích á, đúng là gọi là đúng gu. Nói chung là ở Mio Homestay á mọi người, thì dành cho những gia đình mà thích nấu ăn và mua hải sản về tự làm á, nó cũng có không khí và nó cũng khá đầy đủ vật dụng để nấu ăn á mọi người. Mình khá ưng á, tại vì mình rất là thích nấu ăn. Mực ống này á là tụi mình là phải làm cho nó sạch cái mật của nó, không sao một hồi nó đen cái nồi luộc của mình á, nó còn tươi cho nên là cũng khó lột lắm, mình chỉ cần lấy cái nang ra là được. Đến cái tuổi này á mọi người, là dẫn em bé đi chơi là đúng là dễ sợ lắm, tại vì em bé nhà mình quá quậy đi cho nên là bà cũng giữ không nổi luôn, mà hai vợ chồng mình là giống như là làm bị chậm đi một nửa luôn thời gian luôn á, tại vì nó quá quậy, không có thể nào mà buông mắt ra, lúc nào cũng phải hai người giữ mới nổi luôn á mọi người, khủng khiếp quá. Chả ngon nó phải ăn liền ăn nóng. Bây giờ mình sẽ luộc bò nha. Bởi vì cái thời gian luộc mực, hấp mực với lại những cái ốc nó sẽ hơi khác nhau á mọi người, thì nếu mà mọi người thấy nó chín thì mình có thể đảo lên, mình gấp ra từ từ theo từng loại nguyên liệu. Nhưng mà mình để chung cho nó ngon. Nếu mà ai có bia thì bỏ vô một lon sẽ rất là ngon. Còn nhà mình thì không có mang bia cho nên mình cho chút xíu một chút xíu nước. Tại vì mình đã để sả với lại gừng và rau răm ở dưới rồi cho nên nó sẽ rất là thơm. Đó, cái thú mà ở homestay nó là như vậy nè mọi người. Cái cảm giác mà là quay quần cả nhà rồi ăn uống rồi nói chuyện đi ra đi vô rất là vui. Bây giờ mực của mình đã chín rồi, mình sẽ gấp mực ra trước nha. Cái loại này phải lấy xương dừa á. Cái loại này không có cái nang, cái loại mực ống này nó chỉ có cái trong trong nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Làm cái con mực ống này cũng dễ nhất nữa. Vuốt ra một cái là ruột nó đi ra theo hết. Muối chưa tắt. Người ta cho trong cái phần hàu á, mấy bạn đó cũng nhiệt tình lắm, mang vô là đầy đủ hết. Mình sẽ quậy lên mình ăn. Con mực này nó to á mọi người, cho nên mình cắt ra để mình ăn nha. Nó dày chứ, cũng dày lắm nha, ăn cũng được lắm á. Bởi vì chợ Phước Hải mà đi hên hên gặp mấy cái đồ ngon mà rẻ lắm. Ngon, vừa dai vừa giòn, mực tươi lắm, ngon quá, ngọt. Bữa trưa hôm nay của nhà mình có nhiều món ngon, gồm chả cá, mực ống, hàu và ốc hương. Cả nhà ai cũng mê mực tươi vì thịt giòn ngọt. Ngọt. Hàu là quà tặng của homestay, tươi ngon và béo ngậy khiến ai cũng thích thú. Bây giờ mình sẽ thử ăn ốc hương nha. Mình rất là thích ăn ốc hương nhưng mà mình kén, tại vì mình không có ăn ốc hương nuôi. Cho nên hôm nay mình gặp ốc hương mà tự nhiên mình mới thích á, mình mới mua đó. Ui chà, chớ là mình ấy nó hơi chín á. Nó giòn á mọi người, bởi vì ốc hương nuôi nó dễ bị dai lắm, còn ốc hương này nó ăn như là nó giòn 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 giòn, ngon quá, ngọt quá. Không khí bữa ăn của nhà mình thật vui với những món hải sản hấp dẫn. Tại Phước Hải có một điểm đến mới nổi đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Chính là chợ quê trên cánh đồng ruộng rộng lớn, được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Chợ quê này không chỉ là nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn dân dã, mà còn là cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với những người dân địa phương, chân chất, mộc mạc. Khung cảnh bình yên, hương vị độc đáo và lòng hiếu khách tại đây chắc chắn sẽ khiến bạn không muốn rời bước. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi một cái chợ quê tên là chợ quê An Nhất mọi người. Nó rất là gần Phước Hải, đi cũng rất là thuận tiện nha. Chợ quê An Nhất
nằm trên con đường Đồng Nội, nơi không gian mở rộng đủ để một bên là các hàng quán tấp nập, bên còn lại là dãy bàn ghế đơn sơ dành cho thực khách ngồi thưởng thức món ngon. Ngồi ăn ở đây vui lắm nha, nghe tiếng ếch kêu nữa. Đặc biệt, khu chợ được bao bọc bởi ruộng đồng xanh thơm ngát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi mùa lúa chín, toàn bộ khung cảnh chuyển sang màu vàng óng ả, đem lại cảm giác bình yên khó tả. Quay hai đứa nhỏ nó đi móc cua kìa. Tại đây, bạn không chỉ thưởng thức ẩm thực địa phương, mà còn được hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân hiền hòa gần gũi. Ủa, hai con làm gì vậy? Móc cua. À, móc cua hả? Wow, có miếng gì xanh xanh kìa. Thấy giờ móc được gì không? Dạ có, một con cua nè. À, vậy hả? Ủa, con cua đâu? Mất tiêu rồi. Nó nhảy ra ngoài rồi. Chợ quê ăn nhất này á mọi người nên đi vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều nha, để cho nó mát. Chứ không thôi là nó độc không mong quạnh, là nó sẽ rất là nắng và nóng á, thì cái chỗ ngồi mình nó cũng nóng, mình ăn nó sẽ không có thoải mái. Và giờ mình đi bây giờ là bắt đầu người ta cũng tới bắt đầu nhiều á. Và những cái hàng quán ở đây người ta đặt rải rác, nhưng mà nó có những cái món ăn rất là trùng nhau, cho nên là mình không cần phải đi hết chợ. Có thể đứng một góc chợ cũng đã ăn được hết tất cả các món trong cái khu chợ này rồi. Trứng vịt à? À, trứng vịt rồi hả? Cái sốt me ngon lắm cô. Lấy một chén đi. Bao nhiêu? Dạ 15 ngàn cô. Kế bên hàng vịt lộn là xe cút nướng. Dạ 20 con chị. Tiếp theo là quầy đồ chiên với nhiều loại viên có nhân khác nhau, rất hấp dẫn đối với các bé. Một que này. Dạ đúng rồi. Thấy không? Que này hả con? Ở trong nó có phô mai với lại thịt tắm á. Được cái nào đúng không? Xúc xích phô mai á. Ờ, xúc xích phô mai đúng rồi. Rồi thêm cái này. Dạ đúng rồi. Cái này là cái gì? Dạ cái này là đồ bỏ vô để ăn á cô. Cô là 25 ngàn á cô. Sao Biên? Hấp dẫn không? Dạ hấp dẫn quá. Quầy hấp dẫn nhà mình nhất là quầy nướng tổng hợp với thịt xiên nướng, chân gà nướng, cút nướng, hàu nướng phô mai, bò lá lốt và bánh tráng nướng. Hỏi chúng tôi quầy 35 nhé mọi người. Quầy 35 hả chị? Dạ. Quang tương gì con? Dạ của cô 30 hết cô ơi. Có nem rồi, mẹ mua một cây nem đi mẹ. Dạ anh cứ lấy giùm em cây nem đi. Hai cây luôn đi. Cây Bà Rịa. Dạ, hai cây nữa nè. Hai cây. Dạ, mình bán đến mấy giờ anh hả? Ba giờ mấy ra mà tới 8-9 giờ hết khách mới nghỉ. À, 8-9 giờ. Dạ. 8-9 giờ hết khách nghỉ. Trời, cảm ơn. Bò lá lốt. Cái món này là cái món hảo. Bà ngoại ăn hột vịt lộn. Dạ. Xào me. Xào me. Hột vịt lộn là cái món mấy bà là rất là khoái. Nghe không? Mấy ông cũng vậy. Đã vậy còn thêm xào me có đậu phộng vô thì đương nhiên nó ngon quá rồi gì nữa. Wow, tương luôn rồi. Sao? Cũng được. Ờ, cũng được ha. Ăn vui thôi. Kinh nghiệm mình, nhà mình đi chợ ăn nhất này thì mình thấy cảm giác vui là chính. Và kế đó là cái cảm giác mình ngồi giữa cái đồng ruộng rồi nghe tiếng ỉnh ương kêu á, nó cũng hấp dẫn lắm. Không phải lúc nào mình cũng có cái cảm giác đó đâu mọi người. Đồ ăn thì mình thấy tạm được. Các bé tới đây thì chắc có lẽ thích hơn, bởi vì những cái món đồ ăn như cá viên chiên, rồi nem nướng, rồi kem mình thấy thông dụng. Ốc quế à? Dạ, kem ốc quế hay là kem ly? Kem ốc quế. Đây, sao cái mảnh nè? Sao được không? Dạ, cho em. Ngon quá. Ngon hả? Sữa đặc ngon á. Đâu? Còn món còn cái loại gì nữa chị kem á? Sô-cô-la, đậu xanh, rau. Kem đậu xanh đi. Kem như vậy? 10.000 một cây.
Rồi cảm ơn. Đi trời nắng nóng ăn kem ngon. À, nói chung là mặt bằng chất lượng ẩm thực thì mình cảm thấy là ăn được, nhưng mà quan trọng là vui là chính. Mọi người tới đây vui lắm. Chợ quê An Nhất được tổ chức nhằm tạo việc làm và cải thiện đời sống cho những hộ nghèo tại địa phương. Nếu có dịp đến Phước Hải, bạn hãy ghé thăm chợ, thưởng thức các món ăn dân dã và ủng hộ người dân nơi đây nhé. Phước Hải về đêm đối với nhà mình là một thiên đường ẩm thực đường phố. Những quán xôi và bánh mì trở thành điểm đến yêu thích. Một gói xôi đầy đủ topping với hương vị đậm đà chỉ với 20.000. Không kém phần hấp dẫn là những ổ bánh mì vừa mới ra lò, vỏ giòn, nhân đầy đặn chỉ với 15.000, nhưng lại khiến ai ăn cũng phải thưởng thức vì ngon miệng. Lần này, nhà mình đưa bạn đến tiệm Hiền Xôi, một trong những tiệm xôi được yêu thích nhất Phước Hải. Quán luôn đông khách, nhiều khi phải xếp hàng khá lâu. Hiền Xôi đã có mặt ở Phước Hải từ nhiều năm trước và trở thành điểm đến quen thuộc của người dân nơi đây. Giá cả tại đây rất hợp lý. Các loại xôi mặn dao động từ 20 đến 30 ngàn. Bạn có thể chọn ăn kèm từ các món như trứng cút, lạp xưởng, thịt kho, gà hay trứng non. Tất cả đều được chế biến thơm ngon, mang đến hương vị đậm đà. Ngoài xôi mặn ra, quán còn có các món xôi ngọt. Nổi bật là xôi lá dứa và xôi nếp than, ăn kèm với đậu xanh và dừa bùi béo ngọt thơm. Nhà mình đã mua xôi xong rồi, bây giờ nhà mình sẽ quay về những cái địa điểm trên đường Võ Huyền nha. Một trong những địa điểm quen thuộc của nhà mình là Hot Boy trà sữa. Đây là Hot Boy trà sữa. Theo nhà mình thì tiệm trà sữa uống gì cũng được, với slogan cực kỳ dễ thương, bỏ ai cũng được nhưng không bỏ được trà sữa, là điểm nhấn nổi bật tại Phước Hải. Anh uống sữa tươi trên trao đường đen. Em uống gì? Em phải uống chuyển qua là uống trà dưa lưới bạc hà, tại vì hôm nay không có mãng cầu mà cũng không có lông mãng luôn. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm một thực đơn đa dạng với hàng loạt topping hấp dẫn và đầy màu sắc, từ trân châu, thạch trái cây đến pudding thơm béo. Thức uống được pha chế kỹ lưỡng, trình bày đẹp mắt, làm cho mỗi ly trà sữa không chỉ ngon miệng mà còn trở thành một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ từ người pha chế. Menu phong phú, hấp dẫn bạn muốn quay lại thêm nhiều lần để nếm thử hết các hương vị đặc trưng. Sở dĩ nhà mình gọi Hot Boy trà sữa vì chủ nhân của các món trà sữa thơm ngon chính là một bạn trẻ cực kỳ dễ thương, với vẻ ngoài hiền lành nhưng lại sở hữu sự khéo léo tuyệt vời. Mỗi ly trà sữa không chỉ mang hương vị đặc biệt mà còn được tạo nên bằng sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết. Nhà mình tin rằng đây sẽ là một điểm đến thú vị và đáng nhớ cho các bạn khi có dịp du lịch Phước Hải. Sau khi mà nhà mình mua xôi ở cái chỗ Hiền là chỗ mới, thì nhà mình mua thêm bánh mì và mua trà sữa Hot Boy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ review lại cái bánh mì này mọi người ơi. Đây là nguyên liệu của bánh mì: nem, chả, thịt mỡ. Tại vì ở đây người ta có lò bánh mì á, cho nên là mình ăn cái bánh mì rất là ngon, lúc nào cũng ăn được cái bánh mì ngon hết. Đối với nhà mình thì cái vị ở bánh mì này ngon lắm. Mình cảnh báo mọi người, ớt ở đây hơi bị cay nha. Ai không ăn cay được thì mình nên cân nhắc. Mình nhắc lại một số thông tin cho mọi người, cái bánh mì này bán từ lúc 4 giờ sáng và bán tới tối luôn, cho nên là mọi người muốn ăn lúc nào cũng được hết. Nước tương và nước sốt đặc biệt ở đây ra một cái vị ngon, và đặc biệt cái giá bánh mì này có 15.000 ổ thôi, quá tuyệt vời. Đây thật sự là lần đầu tiên mình thử cái quán Hiền Xôi này mọi người. Đó, thì mình thấy cũng khá là nhiều hấp dẫn. Gà thì không phải gà xé mà là gà có xương mọi người, cho nên là những cái fan mà tín đồ của gà xé thì mình sẽ hơi thất vọng một chút nha. Sẽ có thịt kho, đây một chút thịt kho và trứng cút và lạp xưởng mọi người, và huyết mọi người. Huyết này huyết cứng, người ta khèo xong mà nó cứng lại, cứng lắm. Mình cái miếng huyết rất là cứng nha.
người ta có cho mình một cái gói nước tương nữa mọi người. Mình sẽ thử nè, tại vì mình cũng không muốn ăn mặn quá. Cũng được, mình sẽ rưới lên xôi. Vị xôi khá là ngon, dẻo. Mình sẽ tự tới miếng huyết. Tổng kết lại thì cái xôi này nó hơi ngọt một tí, cho nên là nhà mình thì thích cái vị ngọt bớt lại thì sẽ ngon hơn nữa. Đây là một cái ly sữa tươi trân châu đường đen. Tiệm trà sữa của Hot Boy chưa bao giờ làm gia đình mình thất vọng. Sở dĩ mà hôm nay mình thử một cái ly sữa tươi trân châu đường đen á mọi người, bởi vì cái trà mãn cầu đã không có hàng á mọi người, không phải mùa mãn cầu. Thì cho nên là bạn không có bán trà mãn cầu. Mà khi mà đứng mua thì rất nhiều người đến để hỏi cái món trà mãn cầu, là mọi người biết là nó hot đến cỡ nào. Mặc dù bạn Phước Hải nhưng mà bạn có cái tiệm cận rất là gần với những cái tiệm trà sữa lớn ở Sài Gòn. Cái hương vị của các thức uống của bạn rất là ngon. Nhà mình nghĩ là mọi người nên thử những cái loại trà trái cây. Mình thấy sở trường của bạn là những cái loại trà trái cây. Đó, ví dụ như là trà ổi. Nghe. Hôm nay có một cái bất tiện là không có khăn. Người ta không trang bị cho mình khăn mà mình phải mua. Thì đây là cái loại khăn khô. Mọi người thấy giá 20.000 không? Đó, khi mà mình sử dụng cái khăn này thì mình sẽ trả 20.000. Thông thường thì hôm nên trang bị khăn cho khách thì mình cảm thấy là thỏa đáng hơn. Nhà mình thì thấy hôm này rất phù hợp cho gia đình thích nấu ăn ở nhà. Nhưng mà có một cái bất tiện duy nhất là không có lò nướng thôi. Thì cái số lượng món của mình sẽ giảm xuống và cái barbecue không thực hiện được thì cũng hơi đáng tiếc một chút. Chào buổi sáng, nhà mình đã dậy rồi. Nhưng bọn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ. Mình thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cả nhà mình sẽ ăn sáng đơn giản tại homestay với thực đơn là mì gói, chả cá và mực nang nhỏ. Một buổi sáng yên bình và ấm cúng đang chờ đón. Hey, hôm qua lúc mà mình tới mình làm sạch đó, mình bỏ ngăn đông mà hôm nay nó cứng ngắc luôn nè mọi người. Chả cá cũng vậy. Cái tủ lạnh ở homestay lạnh rất là nhanh, đông hết đồ luôn rồi. Mặc dù hơi mất thời gian để nấu chín mực nang, chả cá thì lại khá mau chín. Chỉ một lúc sau, món mì gói của nhà mình đã sẵn sàng. Những hương vị quen thuộc từ mực nang mềm, chả cá thơm lừng kết hợp với mì gói làm bữa sáng trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Mì gói tuy nhiên được chế biến vô cùng hấp dẫn với chả cá và mực nang mua ở chợ Phước Hải. Mực nang rất là ngon luôn. Đây là chả cá. Chả cá đây là chả cá mình mua cái loại không hàng the. Đây là cái tô mì buổi sáng của nhà mình rất là hấp dẫn luôn. Khi mà mình đi Phước Hải đó thì mình nên lựa chọn cái bữa sáng là mình ăn ở hôm. Tại vì những cái địa điểm ăn sáng thì ở Phước Hải không có nổi trội bằng các thành phố lớn. Mình không có nhiều sự lựa chọn các món ăn ngon. Thì khi mình ăn sáng ở nhà bằng những cái hải sản tươi ngon mình mua trong chợ thì mình thấy tuyệt vời hơn và cảm giác gia đình ấm cúng nữa. Nhà mình ăn hay ăn cái loại mì Miliket ngon lắm. Mì hai tôm bao giấy rất là ngon. Chả cá chợ Phước Hải ngon. Phê luôn á. Nhà mình mua thêm một cái chút rau thì mình ăn ngon hơn. Bữa sáng tại homestay thật ngon miệng, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Khoảnh khắc yên bình khiến buổi sáng trở nên đặc biệt hơn. Bởi vì nó nằm ở trong cái hẻm nhỏ và sâu á mọi người, cho nên là nó còn ruồi với muỗi rất là nhiều. Mình mở cửa ra, mở cửa vô, với lại tối mình phải cẩn thận, mình xịt rồi này kia. Mặc dù là các bạn đã xịt rồi, nhưng mà lúc mà mình đi ra đi vô á, ở những cái vùng miệng á là nó sẽ có ruồi rất là nhiều, cho nên mình phải cẩn thận hơn. Nhà mình nghe nói đến một điểm check-in rất hot, không thể bỏ lỡ, nằm sát biển Phước Hải nên đã quyết định khám phá ngay trong buổi sáng. Bờ kè Lộc An được xây dựng vào năm 2016 nhằm bảo vệ bờ biển Phước Hải khỏi xói mòn và sóng lớn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng với vẻ đẹp hoang sơ và khung cảnh mênh mông, bờ kè Lộc An giờ đây lại trở thành điểm check-in nổi tiếng. Những khối đá chắn sóng mạnh mẽ kết hợp với biển cả bao la và không gian tĩnh lặng tạo nên một phong nền hoàn hảo cho những bức ảnh tuyệt đẹp. Ánh sáng tự nhiên và góc chụp linh hoạt tại đây dễ dàng chinh phục bất kỳ ai yêu thích nhiếp ảnh hoặc đơn giản chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếp
Tiếp theo đây là một phát hiện mới của nhà mình về một địa chỉ ẩm thực uy tín tại Bà Rịa Vũng Tàu. Gỏi cá đục Như Linh nổi tiếng với món gỏi cá đục đặc biệt tươi ngon. Bây giờ mình sẽ ăn một cái bữa trưa trước khi về lại Sài Gòn. Thì cái cung đường này á, mình ghé về Bà Rịa mọi người cũng rất là thích hợp. Thì ở đây nó có món gỏi cá đục á, mình cũng rất là thích ăn món gỏi đó. Và hôm nay mình sẽ gọi gỏi cá đục và lẩu cá đục luôn. Rồi ở đây có cái xương cá đục á, mà người ta phi lê ra rồi người ta sẽ chiên giòn. Quán Như Linh có không gian thiết kế đơn giản, rộng rãi và thoáng mát. Các bàn ngồi được sắp xếp cách xa nhau, tạo nên sự riêng tư và thoải mái cho thực khách khi thưởng thức món ăn. Menu đơn giản, hầu hết với các món đều làm từ cá đục. Một cái phần gỏi cá đục nhà mình thấy rất là hấp dẫn luôn. Ở đây chỉ bán những món được chế biến từ cá đục nha mọi người. Nhà mình kêu nhỏ thôi. Đây là một cái dĩa gỏi cá đục nhỏ. Đây, mọi người sẽ thấy một cái dĩa gỏi cá đục. Đó. Đây là một miếng cá đục phi lê trong gỏi nè. Đó, mọi người thấy nó trong trong hấp dẫn ghê không? Ở trong này thì mình thấy một số loại rau gia vị nổi bật thì mình thấy là hành tây. Đây. Thì để mà ăn cái món này á thì nhà mình sẽ ăn với lại cái bánh tráng, cái loại bánh tráng hình vuông. Và cái kiểu này thì mình ít thấm nước thôi nha. Và nó rất là dẻo. Cho nên là ăn kèm với loại này thì khá ngon. Thì mình sẽ có nước chấm muối ớt nhỏ. Hai cái loại mà nổi trội ở các món cuốn miền Trung cũng xuất hiện trong món này. Đó là có xoài và dưa leo. Mình sẽ có một cái rổ rau ăn kèm rất là lớn. Thì mình sẽ có xà lách và một số loại rau thơm. Mà mọi người nhìn thấy là mọi người thấy nó đã rồi đó. Ba ăn gỏi cá đục bao giờ chưa? Chưa, nay mới ăn lần đầu. Cuốn bánh tráng hấp dẫn quá hèn. Ừ. Bà ngoại ăn món này chưa? Bà ngoại ăn lần đầu tiên. Wow, vậy là hấp dẫn rồi. Cái làm lạ là cá đục làm gỏi. Chỉ là ăn lần đầu tiên thử coi. Đây là 3 chấm thứ nè. Ngon. Ngon hả ba? Cá sống hả? Ừ. Cá sống. Nó làm chua chua ngọt ngọt. Cái cá này ăn hơi giọt dai 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 dai. Lạ lạ. Cá phi lê rồi. Dạ, dễ ăn. Mình hơi bị bất ngờ và ấn tượng với lại cái món gỏi cá đục của mọi người. Cái miếng cá đục nó rất là to. Họ không có làm cá nhỏ, họ làm cá to. Cho nên cái thịt cá rất là nhiều. Ăn một miếng là xứng đáng một miếng luôn á. Ở đây họ trộn gỏi rất là ngon mọi người. Nó rất là ngon luôn. Ăn đến miếng thứ hai khi mà mình đã quen với cái cảm giác mà nó dày và nó tươi tươi á, thì đặc sản của quán này chính là món gỏi mọi người. Bởi vì mình chưa có ăn ở đâu mà làm gỏi cá đục ngon như vậy hết. Mình đã từng ăn rất nhiều nhiều gỏi cá. Bởi vì mình rất là thích ăn gỏi cá. Thì gỏi con cá đục là một giống như là một cái chân trời sáng, hoàn toàn mới lạ luôn á. Tại vì cái vị của con cá đục nó làm gỏi nó vô cùng lạ luôn. Mọi người ăn một lần mọi người sẽ nhớ luôn á. Những cái con cá nhỏ nhỏ ví dụ như cá trích nè, rồi cá mai á, mà mình ăn vô thì mình sẽ có cảm giác là mình sẽ ăn cái gỏi đó với lại một ít cá thôi. Hầu như là những cái bổi, những cái rau củ mà người ta trộn chung. Cái gỏi cá đục này á, là cái cá đục đó là cái linh hồn á mọi người. Nó hầu như là cá. Và ăn vô là chỉ toàn thấy vị cá không luôn. Bởi vì người ta trộn cái xung quanh đó là mấy cái rau và những cái hành tây rất là ít. Chỉ là dậy mùi để làm cái mùi con cá đục nó ngon hơn thôi. Cho nên rất là đặc sắc nha. Cái món kế tiếp của nhà mình là một cái món cá đục chiên giòn. Trưng bày rất là đẹp luôn. Đó. Thì ăn với mắm me. Thì đây là chén mắm me. Cá đục chiên giòn ở đây thì là cái loại nó nhỏ thôi mọi người nha. Và mọi người sẽ thấy là trên con cá đục ở đây là có rất là nhiều me nè. Đây là món cá đục chiên giòn. Bên sẽ ăn chấm với lại sốt me. Bên gọi đây là sốt me. Rồi. Tương ớt. Tương ớt hả? Mình nghĩ mình ăn sốt me cho còn nó ngon không nha. Ngon lắm. Có xương không? Mình thấy không có. Ồ, đã hả? Ăn dễ dàng. Giòn không? Giòn rụm không? Giòn rụm. Đã hèn. Nghe rụt rụt trong miệng. Món lẩu cá đục nấu me tại quán Như Linh là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của cá đục và hương vị chua nhẹ nhẹ của me. Lẩu được ăn kèm với rau xanh tươi ngon và bún tươi, đem đến một bữa ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Món ăn này chắc chắn sẽ làm hài lòng những thực khách yêu thích sự mới lạ và đặc sắc trong ẩm thực miền biển.
đục ở đây là người ta sử dụng loại cá đục nhỏ thôi. Thì trong một nồi lẩu của nhà mình á, thì có khoảng độ 7-8 con. Ở đây là một trong những con to nhất ở trong nồi nha mọi người. Còn lại thì nó nhỏ nhỏ vừa phải thôi, chứ không to lắm đâu. Ai mà không thích ăn cá vì sợ xương á, thì mọi người đừng lo. Loại cá này là cá biển mà, nó chỉ có một cái đường xương ở giữa vẽ rất là dễ. Cái nước ngon lạ lùng luôn. Mình thấy ở vùng Phước Hải nè, núi Bình Đạt, cái cách nấu lẩu me rất là tuyệt vời. Giờ mình sẽ ăn lẩu cá đục, thích nhất món này trong một cái quán gỏi cá luôn. Nước chua chua mình thích. Mềm lắm. Mềm lắm. Thơm. Thơm nữa hả? Ăn với chút bún nữa. Ngon. Thì món lẩu á, là cả nhà mình là đều rất thích ăn nha, để mình ăn thử nha. Nước lẩu nấu rất là vừa miệng, vừa ăn. Hèn chi Bin thích, Bin rất là thích chua, cái vị chua chua nhẹ nhẹ á mọi người. Ngoài ra không gian quán khá thoáng mát, sạch sẽ và gần gũi, với giá cả hợp lý. Quán gỏi cá đục Như Linh là một địa chỉ lý tưởng để thưởng thức những món đặc sản được chế biến từ cá đục. Clip chia sẻ kinh nghiệm du lịch Phước Hải 2 ngày 1 đêm của gia đình Vivu đã hết. Mong rằng nhà mình đã mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn. Bạn hãy đăng ký kênh gia đình Vivu để cùng đi du lịch với nhà mình và không bỏ lỡ những điểm đến mới lạ, nhiều món ăn hấp dẫn trong các clip sau. Còn bây giờ nhà mình xin chào và hẹn gặp lại.